Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 26 tháng 9. Thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang có xu hướng chuyển tốt dần do các hình thái thời tiết gây mưa giảm cả về diện và lượng. Đêm nay, khu vực tỉnh chỉ còn mưa rào vài nơi. Ngày mai trời nắng, nền nhiệt tăng nhẹ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Riêng khu vực phía Bắc cao hơn 1 đến 2 độ. Thời điểm trưa chiều mai một số nơi cường độ nắng mạnh nên xuất hiện cảm giác oi bức. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 81 đến 86%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 82 đến 87%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 27 tháng 9 năm 2021 cao nhất 350 cm xuất hiện lúc 5 giờ, thấp nhất 130 cm xuất hiện lúc 11 giờ 30 phút.